Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vicky TV và lại là mình Victoria đây. Trong video lần này thì mình sẽ cho các bạn thấy được là mình thực sự dưỡng da buổi tối như thế nào. Vừa rồi thì mình có dùng thử cái xịt cơ thể và xịt khử mùi mà mình mới mua ở Olive Young ấy. Nhưng mà mình thấy chất lượng của nó không tốt, các bạn đừng mua nha. Tại vì nó ra khí ga rất là nhiều và nó làm mình bị sặc. Còn tại vì trước kia mình có dùng cái Body Mist của Tom Ford. Cái này thì không phải là Body Mist, cái này chỉ là cái xịt khử mùi thôi. Nhưng mà mình nghĩ là có thể dùng cho nó như thế, nhưng mà không phải. Cái này là Mist thử mà. Đúng rồi, cái này cũng là dạng Mist. Cũng dùng khi mà tắm xong á, hoặc là trước khi đi ra ngoài á, nhưng mà mình thấy nó không tốt. Vì trước kia mình dùng của Tom Ford thì cái mùi nó rất là nhẹ mà nó không bị kiểu như không bị ga và khí nhiều á. Nên là cái này chắc mình sẽ hạn chế dùng, mình sẽ phải mua cái khác, mình sẽ phải kiếm cái khác. Đây, sau khi mà tắm xong ý, thì bình thường sau khi mà tắm gội xong thì mình sẽ sấy tóc và cột tóc lại. Sau đó thì mình sẽ làm đến bước dưỡng da. Thì trước khi bước đó là mình đã sử dụng nước hoa hồng một lần rồi. Bởi vì trong quá trình mà sấy da, trong quá trình mà sấy tóc thì da nó có thể sẽ bị khô. Vậy nên là mình đã dùng nước hoa hồng một lần để dưỡng ẩm. Sau đó mình dùng thêm một lớp nước hoa hồng nữa. Nói chung là một lần, một buổi tối là mình dùng 3 lần nước hoa hồng. Và đây là da của mình khi mà hôm trước mình vừa mới đi chăm sóc da đó. Và đây là kết quả nè, tuyệt vời luôn. Nếu như mà có điều kiện và có thời gian thì mình cũng muốn đi là một tuần một lần hoặc là 2 tuần một lần chẳng hạn. Nhưng mà không có điều kiện, cũng không có thời gian. Thế nên là lâu lâu mới đi một lần thôi. Chứ nếu mà chăm chỉ đi được như các bạn diễn viên rồi, các bạn giàu có thì da lúc nào cũng căng bóng mịn màng như thế này. Tuyệt vời. Và đây là phòng của mình. Mọi người có nhìn thấy sự ảnh hưởng của TikTok không? Ôi cái kia nó làm mình bị sặc quá. Các bình thường ấy, khi mà mình đi ngủ thì mình sẽ không mặc đồ. Vậy nên là mình sẽ chỉ quấn cái khăn và mình dưỡng da. Và dưỡng da thì mình sẽ luôn dưỡng da cả phần cổ và bôi kem chống nắng. Mọi người cũng nên bôi kem chống nắng xuống cả phần cổ nữa nha. Làm gì cũng làm luôn cả phần cổ của mình á, chứ đừng có để. Nếu không thì sau này sẽ hối hận vì da thì đẹp mà cổ thì rất là tởm. Mình phát hiện ra điều này quá muộn. Sau đó thì mình sẽ dùng kem dưỡng mắt. Kem dưỡng mắt mình luôn luôn dùng của Sunhosu. Đây là loại kem dưỡng mắt mà mình thấy có hiệu quả tốt nhất trong tất cả các thể loại kem dưỡng mắt mà mình đã dùng qua. Hiệu quả tốt nhất khi mà dùng chăm chỉ. Có một thời gian mà mình không dùng chăm chỉ nó, thấy nó rất là tệ. Với cả thời gian gần đây tại vì mình xem TikTok nhiều ấy, thế là mình có học được một chiêu, đó chính là dùng lá bạc hà để đắp lên mắt. Vậy nên là mấy nữa mình tính là mình sẽ đi mua cây bạc hà về để đắp thử lên mắt xem có chữa được cái quầng thâm mắt này không. Sau đó thì mình sẽ dùng đến em dầu này của... Hôm nay là chủ nhật và ngày mai là thứ hai, mai lại phải đi làm. Dạo này chán chẳng muốn đi làm gì ấy. Ôi, sau khi dưỡng da xong á, tẩy da chết với cả được dưỡng da ở spa xong, ở clinic xong á, cảm giác chạm vào da sướng, sung sướng lắm anh. Kể cả là mình ở nhà, mình có dưỡng da chắc đến mấy, mình có tẩy da chết thường xuyên đến mấy, tại sao cảm giác nó cũng không được như thế này nhỉ? Đúng là tiền nó có cái giá của nó, đúng không? Tiếp theo sẽ là cái kem ban đêm này. Dầu ban đêm, mùi dưỡng ban đêm. Và dạo gần đây tại vì mình quan tâm nhiều hơn đến việc chống lão hóa cũng như là nâng cơ mặt già rồi mà. Vậy nên là mình đã phát hiện ra một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời để massage da mặt và da cổ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sản phẩm đó. Mà giá lại rất là rẻ. Mình nhớ là một bộ đó chỉ có 50 mấy ngàn á. 50 mấy ngàn hơn, tức là khoảng tầm 1 triệu mấy gì đó. Hộp rất là xinh. Cái này là mình không nhận được quảng cáo, mình cũng không nhận được tài trợ hay cái gì nha. Cái này là mình tự mua, mình tự dùng. Tại vì mình xem trên Insta của chị
Miranda Kerr. Ta-da. Thì mình thấy chị ý xài cái này, vậy nên là mình cũng đã mua. Này, còn cái hộp ở đâu ra? Từ từ nhé, mình còn phải tìm một cái hộp nữa. Nó bị lọt vào trong cái hố. Một cái hộp này nữa. Đây là cái thanh lăn mà dùng bằng đá ngọc gì đó mình cũng không biết. Thế nhưng mà mỗi khi mà mình dùng nó mình cảm thấy rác rất là đã. Có lần mà mình hồi mới đầu mình dùng á thì nó hơi bị đau một chút. Nhưng mà mình có cảm giác là khi mà dùng chăm chỉ thì nó có hiệu quả. Cứ lăn trên da như thế này nè. Lăn để massage, để cho căng mịn á. Chứ không được. Không được có nếp nhăn nghe chưa? Không được có nếp nhăn nghe chưa? Xong rồi cái đầu này là một đầu nhọn thì dùng để massage, bấm huyệt ý. Đã cực kỳ luôn. Có nhiều hãng bán cái này lắm. Mình thấy quảng cáo trên Insta mầm mà. Cái này thì thật ra mình chỉ có thời gian để làm buổi tối thôi. Buổi sáng dậy cuống cuồng hết cả lên để đi làm, không có thời gian để mà làm. Xong rồi dạo này kiểu bị xuất hiện bọng cằm á mọi người đấy. Nọng cằm á. Không nhận làm da xong, bây giờ quay cái video làm da này thật là đã. Xong rồi nhớ là lau sạch đi nha, sau khi mà dùng xong á. Lau sạch đi. Và tiếp theo đó chính là em này. Ta-da. Nhìn rất là xinh đúng không? Trước khi dùng thì cũng lau qua em ý đi. Lau bằng khăn ướt được thì tốt. Điều tuyệt vời nhất của em này chính là cái hình dạng của em ý. Mình sẽ miết nó theo cái đường xương quay lộn, không phải xương quay xanh. Xương gì ta? Xương gò má. Không phải xương gò má. Xương hàm. Không biết sao. Sẽ miết như thế này theo cái đường xương hàm á. Cho nó đi lên. Và bên này cũng thế. Tiếp theo cái này miết theo đường cỏ má. Nói chung là mình cũng chẳng xem hướng dẫn nhiều. Mình cũng không xem cái mấy cái mà hướng dẫn sử dụng cái này ở trên YouTube gì cả. Mình chỉ thấy cái góc cạnh nào nó phù hợp với góc nào của khuôn mặt mặt mình thì mình dùng thôi. Nếu như các bạn có nhu cầu xem là dưỡng môi á, dưỡng môi luôn luôn mọng mịn. Thật ra môi mình thì không được màu tươi tắn cho lắm. Thế nhưng mà chỉ được cái là lúc nào cũng mọng và mịn thôi. Và đánh son nhiều nhưng mà cũng không bị thâm đến nỗi tệ hại lắm. Còn cái đầu này thì dùng như thế này. Để làm căng cơ mặt á. Mọi người ơi, TikTok của mình đã lên được tới 10.000 follower rồi đó. Nếu các bạn cũng chơi TikTok và các bạn muốn phát triển kênh TikTok của mình, thì nếu như các bạn cũng tò mò về việc là phát triển TikTok, kênh TikTok như thế nào á, thì các bạn có thể để lại comment nha. Tại vì mình phát triển kênh TikTok từ khoảng 2.000 follower cho tới 10.000 follower, tức là tăng rồi khoảng 8.000 follower trong vòng một tuần á. Mà sức tăng nó nhanh khủng khiếp luôn. Thật ra là nó tăng 4.000 trong vòng 2 ngày. Chỉ nhờ 1-2 video. Nhưng mà nhờ nhiều yếu tố lắm. Nếu như các bạn có cùng niềm đam mê phát triển kênh TikTok với mình thì các bạn hãy comment nha. Ở trên kênh TikTok mình hay làm trò con bò nhiều lắm. Nhiều hơn là trên YouTube. Đã quá. Cảm giác rất là phê. Khi mà dùng cái này cảm giác rất là phê. Phê cực luôn ấy. Đó, mọi người chỉ massage như thế này thôi. Chủ yếu là phần khóe miệng nè. Rồi vùng mắt nè. Mỗi một lần chăm sóc da như thế này. Tắm này, gội này, sấy tóc này, dưỡng da này, massage này. Thế còn chưa kể có hôm nào mà đắp mặt nạ nữa. Nói chung là tổng thời gian rồi dưỡng da body này. Tổng thời gian khoảng tầm 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Chỉ riêng việc chăm sóc da không thôi. Nhưng mà mình yêu thích cái việc này. Cái này mình cũng có thể dùng được như này. Nếu như các bạn không thích mua hai cái thì các bạn chỉ cần mua một cái thôi cũng được. Nó dùng được hết mà.
Nhưng mà tại vì mình thích cả hai cái, nhìn nó vừa xinh mà có thể dùng được lúc này lúc kia, vậy nên là mình đã mua hai cái. Mà không, các bạn mua một cái không thôi cũng được. Cái này các bạn còn có thể biết nó xuống được cả vùng vai nhá. Sau khi lau rửa xong thì lại cất đi, mai dùng tiếp. Và bước tiếp theo đó chính là chai dưỡng vitamin C. Chai này thì đầu tiên khi mà các bạn mới dùng ấy, các bạn sẽ thấy da nó bị kích ứng nhẹ nhẹ và nó hơi kiểu bẩn bẩn, hoặc là nó bị sao ta? Nó bị kiểu rát rát á, kiểu châm chích á. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng quen rồi ấy, thì sẽ cảm thấy là rất tốt, rất hiệu quả rất cao, giúp làm sáng da, rồi căng mịn, rồi se khít chỗ lỗ chân lông, nói chung là tất cả mọi thứ. Nó thật ra là cái peeling thì nó nhiều hơn, nhiều hiệu quả hơn là cái này, nó tổng hợp hết mọi thứ của cả vitamin C lẫn của cả những cái khác nữa. Nhưng mà mình hiện tại cái lọ này của mình vẫn còn rất là nhiều, vậy nên là mình vẫn quyết định là dùng nó. Đó, phần còn dư lại cho xuống cổ. Xong rồi vỗ nhẹ cho em ấy thấm đã. Mà mình vỗ không nhẹ đâu, mình vỗ mạnh. Mình thích nhất là cái khúc vỗ này. Bước tiếp theo là kem dưỡng. Kem dưỡng thì mình đã dùng hết những cái lọ mini của facial cream này rồi. Bây giờ mình đang dùng đến mấy cái gói dùng thử này á. Mình cực kỳ thích cái này luôn. Chắc là mình phải chạy đi mua một hộp bự của cái này luôn ý. Tại vì dùng nó rất là đã. Trước kia mình dùng của Sun Hoa Su thì mình thấy cũng rất là taste. Nhưng mà mình dùng sang cái này mình thấy nó thích hơn. Mà vấn đề là cái chất lượng của nó hơi khác nhau. Tại vì cái Sun Hoa Su ấy thì nó giúp da mình trắng sáng hơn. Nhưng mà cái này thì nó giúp da mình mịn hơn. Thật ra là dùng cái nào cũng được, nhưng mà cả hai cái đều đắt. Và bây giờ mình chỉ đang dùng của các sản phẩm mà mình được tặng, được thử. Mình dùng tới khi nào hết thì nó hay thôi. Nhưng trước mình có dùng vẫn lộn sang ở một số sản phẩm khác nên nó mới bị nổi bẩn á. Đó, các bạn thấy da mình tuyệt vời em. Tự mình khen mình mấy nữa mọc mụn luôn. Thoughts get thrown around.